Ngày 5 tháng 12, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Theo đó, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 39.334 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,38%. Về phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, gồm có vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã thụ lý với 38 bị cáo, vụ án liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đã thụ lý với 15 bị cáo và vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.